Thưa quý vị, thưa các bạn, nhằm đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Thời gian qua, ngành công thương Thanh Hóa luôn tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do Bộ Công Thương tổ chức để quảng bá và phát triển các sản phẩm thế mạnh của mình. Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2023 tại thành phố Hạ Long là chuỗi sự kiện do Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp thực hiện. Hội chợ được tổ chức với quy mô 400 gian hàng tiêu chuẩn của 160 đơn vị doanh nghiệp từ 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Tham dự hội chợ lần này, Thanh Hóa có trên 10 gian hàng tham gia trưng bày giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề và sản phẩm tiềm năng thế mạnh của tỉnh. Về phía tỉnh Thanh Hóa, thì Sở Công Thương cũng đã tham gia với các cái gian hàng giới thiệu các cái sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh cũng như là các cái sản phẩm ô cốp nhằm quảng bá đến các tỉnh trong khu vực cũng như là khách du lịch đến tham quan đối với tỉnh Quảng Ninh. Đây là một cái cơ hội rất tốt đối với lại là tỉnh Thanh Hóa chúng tôi để nhằm xúc tiến ký kết cũng như là tìm kiếm thêm được các cái đối tác, các cái bạn hàng. Theo đánh giá của ban tổ chức, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu được tổ chức thường niên nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công quốc gia năm 2023 là cơ hội cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp cũng như các tổ chức và cá nhân gặp gỡ, tìm hiểu, trao đổi, tìm kiếm đối tác, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, mở rộng thị trường kinh doanh và thiết lập mối quan hệ bạn hàng, ký kết cho các hợp đồng kinh tế, tạo nền tảng định hướng cho chiến lược phát triển của mình. Ngay chương trình hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu lần này đó là một cái cơ hội cho chúng tôi được kết nối với 63 tỉnh thành. Bên cạnh đó mình có những cái kết nối từ cái sản phẩm tới các cái đơn vị bạn từ các tỉnh thành khác để mở rộng quảng bá phát triển các sản phẩm. Qua Sở Công Thương cũng như khuyến công của Thanh Hóa thì đơn vị chúng tôi đã được ban ngành đã đưa đi giới thiệu kết nối giao thương. Đến với hội chợ là trung tâm xúc tiến thương mại, tôi muốn nói lên một cái sản phẩm bằng nghề thủ công của mình và đưa đến những cái sản phẩm tốt nhất để đánh giá về chất lượng xúc tiến thương mại ấy, thì rất mong muốn được mình giao thương với tất cả khách hàng trong cái dịp của những gian hàng trưng bày tại Bộ Công Thương, thì tôi rất vui mừng và vinh dự có những quầy hàng sắp bắt sản phẩm của mình. Những năm gần đây, công tác xúc tiến thương mại và thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa được duy trì và phát triển mạnh về số lượng cơ sở, về các loại ngành nghề, cũng như giá trị sản xuất và kim ngạch xuất khẩu. Các nhóm ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ yếu của Thanh Hóa là chế biến nông lâm thủy sản, hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, các sản phẩm từ làng nghề. Thanh Hóa hiện có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp có thương hiệu truyền thống khá nổi tiếng như cói Nga Sơn, mây tre đan Hoàng Thịnh, đúc đồng Triệu Sơn. Vì vậy, Thanh Hóa lựa chọn tham gia hội chợ là một kênh xúc tiến thương mại quan trọng. Trong thời gian tới, thì bằng cái nguồn khuyến công quốc gia cũng như là nguồn khuyến công địa phương thì chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm với các những cái nội dung cốt lõi mang tính chất là nâng cao cái giá trị thương hiệu và những cái sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Thanh Hóa để nhằm đưa cái giá trị ngày một nâng cao cũng như là xúc tiến các cái sản phẩm này đến với lại là bạn hàng trong nước cũng như là thế giới. Theo Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm Năng lượng Sở Công Thương Thanh Hóa, việc quảng bá và giới thiệu các sản phẩm thế mạnh của địa phương thông qua các hoạt động hội chợ mang tính chất liên kết vùng. Người tiêu dùng có điều kiện được tiếp cận với hàng hóa có chất lượng cao do các doanh nghiệp trong nước sản xuất. Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp có cơ hội khảo sát nhu cầu tiêu dùng của người dân, tiếp cận, mở rộng thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Khu vực phía Bắc là thị trường rộng, dân số đông, là cơ hội để xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt, tôn vinh thương hiệu Việt của các doanh nghiệp, gắn kết doanh nghiệp với thị trường, thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các mặt hàng phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng,
có giá cạnh tranh so với hàng nhập ngoại.